Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Bom Kitchen and More. Các bạn ơi, hôm nay Bom sẽ giới thiệu đến các bạn một cái món ăn, đó chính là bánh mì áp chảo kiểu Pháp. Và nguyên liệu chính gồm có nhất là những cái miếng lát bánh sandwich, một ít trứng gà, một ít bơ, một ít sữa, một xíu muối, và cuối cùng là một ít đường và một ít mật ong. Bây giờ Bom sẽ tiến hành pha trứng. Các bạn ơi, thường thì Bom rất là ít làm bánh là tại vì Bom không thích ngọt chứ mấy. Nhưng mà hôm nay là cái loại bánh này thì Bông nghe mọi người quảng cáo rất là ngon nên Bông quyết định là sẽ làm thử. Hai quả trứng gà, sau đó Bông sẽ nêm vào trong đây một ít muối, một ít đường, Bông sẽ cho vào hai muỗng đường, một ít sữa. Và chúng ta sẽ trộn đều trứng lên. Và Bông thấy là cái bánh này cũng khá là đơn giản và nhanh gọn lẹ nên sẽ rất là thích hợp với những cái bạn mà chúng ta không có thời gian nhiều để chuẩn bị đồ ăn sáng ở nhà nhưng mà vẫn không thích là đi ra ngoài chợ ăn sáng, thì chúng ta sẽ làm cái món này ở nhà ăn nó sẽ ngon hơn. Trứng thì các bạn cũng sẽ nhớ là chúng ta sẽ đánh đều tay để cho trứng thật là tơi lên. Các bạn ơi, rất là thơm mùi của trứng và sữa. Tiếp đến là Bông sẽ cắt bánh mì. Các bạn ơi, chúng ta có thể là để nguyên một cái miếng bánh mì như vậy và chúng ta nhúng vào trong này. Không thì chúng ta sẽ cắt bỏ những cái phần màu đen, cái cạnh bánh mì giống như Bông vậy. Sau đó chúng ta sẽ cắt ra làm tư. Và Bông thấy là cái món bánh mì này á, cũng cái món này cũng giống như là một cái món mà trước đây Bông từng nấu, Bông không biết là các bạn có nhớ hay không. Và trước tiên là Bông sẽ làm nóng chảo lên. Trong quá trình làm nóng chảo lên thì Bông sẽ ngâm những cái miếng bánh mì vào trong sữa. Và các bạn hãy nhớ là chúng ta hãy ngâm nhanh, tại vì ngâm lâu quá thì nó sẽ bị bở bánh mì ra. Bông thấy là cái món này rất là thích hợp để cho các bạn chúng ta ăn vặt với nhau cũng được, hoặc là chúng ta ăn sáng thêm một cốc sữa nữa là đầy đủ năng lượng cho các bạn làm việc cả ngày luôn. Và sau khi mà chảo đã sôi thì Bông sẽ cho vào đây một ít bơ. Và bánh mì của Bông đã chín. Và sau đó thì Bông sẽ quết mật ong lên trên những cái mẫu bánh mì của Bông. Các bạn ơi, thế là đã xong món bánh mì áp chảo kiểu Pháp. Nhìn rất là óng ánh, rất là ngon. Và ở đây Bông cũng xin nói thêm là bánh mì áp chảo kiểu Pháp thì Bông thấy là chỉ có bánh mì áp chảo ăn cùng với mật ong thôi, còn trái cây là Bông cố tình Bông sắp lên đó, và Bông biết là ăn nó sẽ như thế nào, cũng ngon hơn không. Bây giờ thì mời các bạn hãy cùng đi thưởng thức với Bông nha. Các bạn ơi, các bạn có thấy là cái món bánh mì sandwich nướng nhìn có hấp dẫn không? Chứ mà Bông thì Bông thấy là hấp dẫn rồi đó. Thôi bây giờ không nói nhiều nữa, Bông mời các bạn hãy cùng ăn với Bông nha. Bông sẽ ăn và sau đó cho các bạn nói là cái hương vị cho các bạn nha. Dâu. Mời các bạn hãy cùng ăn với Bông nha. Rất là thơm, đúng là cái món mà Bông thích luôn á. Vừa thơm vừa ngọt, cái vị trái cây lại chua chua của dâu nữa. Tính ra Bông cũng thích ngọt một xíu. Một ít bánh mì với lại nho. Bông thấy là bình thường nó đã kiểu Pháp nó đã ngon rồi, mà ăn theo kiểu của Bông là thêm một ít trái cây lên thì nó lại càng ngon hơn nữa. Vừa thơm ngon mà vừa rất là béo và ngọt.
Các bạn ơi, quả thật rất là ngon, Bông phải ăn thêm một miếng nữa mới được. Lần đầu tiên Bông thấy có một món bánh rất là ngon vậy. Cũng có thể là nó có một chút hương vị béo của bơ, của trứng và của mật ong. Cái vị ngọt thanh của mật ong nữa, tất cả nó hòa quyện vào một cái miếng bánh sandwich nên tạo một cái cảm giác khi ăn vào nó không có bị ngán, mà nó lại có một cảm giác nó ngon ngon, ngọt sao đâu lẽ. Các bạn ơi, nếu như mà các bạn nhìn thấy, các bạn cảm thấy là hấp dẫn và muốn nếm thử cái hương vị ngoài đời nó như thế nào thì các bạn hãy làm thử giống như Bông đi. Cần một số những cái nguyên liệu rất là đơn giản và dễ tìm nữa, mà là ăn rất là ngon luôn, và Bông cảm thấy rất là thích cái món này luôn, là chịu like cái món này. Bông chắc là sẽ làm thêm nữa quá, tại vì ngon quá hoài. Bông còn vài miếng salad nên chắc chắn là một hơi rồi chắc Bông sẽ làm tiếp nữa. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình cũng đã hết. Các bạn đừng quên để lại cho Bông một like ủng hộ Bông, và nhớ là đăng ký kênh của Bông nha. Và thêm một cái nữa thì các bạn hãy cho Bông một cái nhận xét nha. Còn bây giờ thì bye bye, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những tập tiếp theo của Bông Kitchen and More. Bye bye.